Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành tâm kính lễ chư tôn đức giáo phẩm tăng ni. Trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đại Bồ Đề Phật Quốc TV trên băng tần 57.15. Rất vui được đến với quý vị qua chương trình Vấn đã Phật pháp. Kính thưa quý vị, chương trình này được thu hình trực tiếp vào mỗi tối thứ năm hàng tuần lúc 8 giờ. Sự thiết lập của chương trình của chương trình này là nhằm mục đích tháo gỡ những thắc mắc trong đời sống tu học và đồng thời chia sẻ những Phật sự trọng yếu tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc. Và giờ đây, Nhật Từ xin kính giới thiệu đến quý vị một vị thầy luôn luôn trợ duyên chúng ta trên bước đường học hỏi Phật Pháp, đó là Thượng tọa Thích Quyền Châu, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời đầu tiên, chúng con cùng thỉnh thầy có lời chào đến quý khán thính giả. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV kính chào Nhật tường kính chúc đại chúng có một buổi vấn đáp Phật pháp thật nhiều lời lạc A Di Đà Phật Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật chúng con kính thầy A Di Đà Phật là đầu tiên Nhật tường xin kính chào quý vị một tuần nữa đã trôi qua và chúng ta đã được gặp nhau trên à, à, đài à, Bồ Đề Phong Quốc TV trên băng tầng 57.15 và rất vui được đến với quý vị kính chúc quý vị luôn luôn thanh khỏe tâm an và mỗi lần theo dõi chương trình vấn đáp Phật pháp thì khởi lên cái tâm quan hỷ và có thể nữa thì có thể gọi vào trong đài cùng với nhật thường sinh hoạt chương trình văn tác phật pháp ngày hôm nay nha kính thưa quý vị à, chương trình luôn luôn tìm những đề tài có tính cách ngắn gọn và ứng dụng trong đời sống tu tập của chúng ta à, và hy vọng qua chương trình này à, chúng ta có thể càng ngày chúng ta thấy được ánh sáng phật pháp đi vào đời sống của chúng ta và từ đó chúng ta có được đời sống an lạc hơn và đời sống giải thoát hơn và hôm nay chương trình xin kính giới thiệu đến quý vị À, trong kinh tương ương bộ với chủ đề là miếng đá vụn. Hy vọng qua đề tài này chúng ta thu thập được những bài học quý báu mà Đức Phật dạy cho chúng ta. Và đây, Nhật Tường kính mời quý vị lắng lòng đón nhận những lời thuyết pháp có năng lực thanh tịnh của Thượng Tọa Thích Quyền Châu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu ni Phật và đây chúng con thánh thầy. A Di Đà Phật. Xin cảm ơn Nhật Tường đã có vài lời giới thiệu cùng với đại chúng. Giờ đây xin mời các vị chúng ta đến với nội dung miếng đá vụng được ghi lại ở trong kinh tương Ưng bộ phẩm chư thiên tương Ưng chư thiên mà nhật tường vừa giới thiệu vừa rồi à, chúng ta biết rằng duyên khởi của nội dung này lúc ấy đức thơ tôn đang ở vương xá thành và tại Vương vườn nai thì à, ở trong kinh này không có nói rõ là vì duyên gì nhân gì mà đức thơ tôn bị một cái miếng đá bể đâm trong phải đâm vào trong trong chân và Thế Tôn lúc bây giờ cảm nhận cái cái đau đớn thật là mãnh liệt à, thân cảm Thọ khổ à, của nhối đau nhức nhối, khóc liệt à, không khoái tâm không thích thú nhưng Thế Tôn chánh niệm tỉnh giác nhẫn chịu không phiền não đó là những gì à, diễn ra ở trong bối cảnh tại thành vương Xá vườn này À, những nhân viên này có có một số truyền thuyết họ cho rằng lúc đó đề bà đạt đa đã à, gây áp lực để cho đức thế tôn à, nghỉ ngơi à, trong cái việc đó là, là 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 lãnh đạo tên đoàn à, riêng đề bà đạt đa thì ông đã thành tựu ngũ thông à, và do vậy ông có thể hóa hiện ra những hình thù kỳ dị và thi triển thần lực Thần lực này không nằm ở trong cảnh giới vô lậu nhưng nó có khả năng mơ hoạt được cái nhìn của vua A xà Thế và Bà Đạt Đa khiếu kích thích cái tâm hận thù của của Thái tử A xà Thế đối với vua cha của mình. Thành ra lúc bây giờ Đề Bà Đạt Đa khởi lên một ác niệm rằng nếu như ta được lãnh đạo tên đoàn và A xà Thế là một vị vua có quân đội hùng mạnh thì lúc bây giờ ta có thể tạo ra một cái tôn giáo mà có tính là là rất là khốc liệt một tôn giáo phải nói hết sức là cực đoan về quyền lực à, thì à, đờ bà Đạt đa muốn à, lãnh đạo thiên đoàn nhưng thế tôn đã mạnh mẽ khước từ và do vậy mà ông tức tối vô cùng thành ra ông khởi ác tâm muốn hại phật cho nên lúc đó đức thế tôn đi khắc thực về thì lúc đó đờ bà Đạt đa lại bẫy một cái cái một cái cái cổ đá ở trên núi thật là to để đức tôn đi ngang qua thì lúc đó lúc đó được bà đặt đã xô đá lên xuống cho hãm hại phật nhưng mà thưa quý vị bằng thần lực các vị thần kim cang đã ngăn cản những cái phiến đá lớn lúc đó có một cái phiến đá nhỏ một cái mảnh nhỏ đã đâm thẳng vào ở trong chân của phật cho nên à, à, Thế tôn lúc bây giờ gọi là thân cảm thọ khổ đau ừ, chúng ta thấy cái chữ này rất là rõ ràng tức là con người chúng ta có hai hai lĩnh vực đó là thân và tâm có khi thân chúng ta đầy đủ phương tiện sinh tồn ăn mặc ở cơm no bụng quần áo ấm ấm thân nhưng mà tâm chúng ta cứ thấy khổ cái khổ này là do từ đâu do từ thân xin lỗi từ tâm còn có những cái khổ là là từ thân đem lại chẳng hạn như khi chúng ta tiếp xúc với mưa nắng giải dầu thì lúc bây giờ hay là nắng gió trở trời khiến cho thân chúng ta mệt mỏi trạng thái này khổ do thân đem lại rồi cái khổ do tâm đem lại nó khác ở đây thế tôn một đấng giác ngộ cho nên tâm của các ngài không có thọ khổ tâm ngài tâm ngài không thọ khổ nhưng mà thân á khi va chạm phải những cái thương tích như vậy tất nhiên nó vẫn phải có cái sự tương tác của bốn đại cho nên nó đau nó nhức được nó gọi là khốc liệt không khoái tâm tức là cái tâm có gì thoải mái hết nó đau đớn nếu như cái tâm mà ở trên cơ sở đó thì làm sao mà thoải mái được và lúc bây giờ thế tôn an trú ở trong trạng thái gọi là chánh niệm tính thức nhẫn chịu không phiền não đây là một bài học cho chúng ta ở trong một hoàn cảnh nào đó nếu như mà thân chúng ta đang thọ khổ chúng ta thiếu chánh niệm mà tính thức hoặc là thiếu sự nhẫn nại thì lập tức lúc bây giờ phiền não sẽ khởi lên nhất là chỉ cần chúng ta ước ao rằng thứ đau đớn này có một người nào đó chăm sóc cho mình hoặc là cơn đau nó giảm thiếu xuống hoặc là cái cơn đau kia được ai thấu hiểu nói chung là tất cả mọi thứ nó sẽ làm cho tâm chúng ta cho nên phiền não ngay lập tức ừ. do vậy cho nên đây cũng là một điều mà chúng ta phải cẩn thận ở trong đời sống hàng ngày có những cái điều cái những cái cám thọ nó 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 lật lạc một chút cái suy nghĩ nó yếu đuối một chút như vậy nó sẽ dẫn tới những cái hoàn cảnh và những cái quyết định tạo nghiệp cho nên ở đây chúng ta thấy Thế Tôn mặc dầu thân là thọ như vậy, những đau đớn như vậy, nhưng tâm của Ngài chánh niệm tính thức, nhẫn chịu không phiền não. À, và cái cảnh giới này như thế nào thì chúng ta khó mà cảm nhận hết được. Lúc bây giờ chúng ta thấy Thế Tôn có lẽ rằng tự mình không có trải được cái y tên giải dạ lê, tức là một cái y to lớn á, đã trải ra để nằm lên trên đó. Thế Tôn không có trải nối cho nên mới nhờ thị giả làm thay và khi mà mà thế tôn thế tôn nằm ở trên một cái hông nằm ở hông bên phải rồi cái dáng điệu của ngài khoan thai tự tại mà trong kinh nói rằng dáng điệu như con sư tử chân đẹp trên chân chánh niệm tịnh giác thì hoàn cảnh là như vậy duyên khởi đơn giản là như vậy những động thái rất là nhẹ nhàng như vậy nhưng mà chúng ta thấy chẳng hạn như một người có ảnh hưởng lớn chỉ cần đeo đớn một chút thôi thì có người này lo, người kia tới thăm viếng, người nọ quan tâm. À, có lẽ rằng à, ngoài các vị đại đệ tử, à, thị giả hoặc là tứ chúng đương thời, thì lúc bây giờ chúng ta thấy còn có nhiều vị thiên thần ở các quốc độ khác nhau, họ cũng biết điều này. Cho nên ở trong kinh này nói rằng lúc ấy có 700 hoàng tiên. 700 hoàng tiên sau khi đêm đã gần mãn với dung sách thù thắng chối sáng toàn vùng, và họ đã đi đến chỗ của Đức Thế Tôn. À, sau khi đến thì họ đánh lễ Thế Tôn rồi đứng sang một bên. À, lúc đó thì có một vị thiên đọc lên lời cảm hứng trước mặt Đức Thế Tôn bằng một lời tán thán như sau. À, Sa môn Gotama thật là bậc lâm tượng tức là gì? Tức là là rồng vôi đó là lâm tượng với tư cách lâm tượng ngài nhẫn chịu thân thọ khởi lên đau đớn nhối đau nhức nhối khốc liệt không khoái tâm không thích thú ngài chánh niệm tính thức nhẫn chịu không phiền não như vậy thì rõ ràng với một người có cái vị trí đứng đầu ở trong trong giáo đoàn đó chính là đức thế tôn một đấng đạo sư chư thiên xem ngài như là một đấng lông tượng tức là rồng là vui là là chúa tể của rồng của vui cho nên là tự nương tựa vào tâm của mình mà không có cần cầu sự chia sẻ hoặc là nương tựa vào bất cứ nơi nào khác nữa mà cho nên tâm của ngài á, an trú ở trong ở trong chánh niệm không có phiền não khởi lên rồi có một vị thiên thần khác lại viết đức thế tôn bằng một hình ảnh khác đó là sa môn gotama thật là 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 như là gì như là bậc sư tử mà với tư cách sư tử vương như vậy thì sẽ nhẫn chịu tất cả mọi thọ khổ đau không có phiền não rồi có vị thiên thần khác lại nói rằng á sa môn gotama thật là là lương tuấn mã là lương tuấn mã tức là một cái con ngựa hiền lành một tuấn mã hiền lành à, với tư cách là tuấn mã hiền lành cho nên á, nhẫn chịu tất cả mọi cảm thọ khổ từ thân khởi lên mà không có phiền não rồi một vị thiên thần khác lại mô tả thế tôn như là gì như là ngư vương tức là vua ở trong các loài trâu à, và với tư cách là ngư vương cho nên nhẫn nại À, chịu đựng không có khởi lên không có đỡ cho hiện ra cái sự đau khổ và không có phiền não vị khác lại nói rằng thế tôn thật là gì thật là nhẫn nại kiên cường với tư cách của bậc nhẫn nại kiên cường thì ngài nhẫn chịu thân thọ khởi lên khổ đau không có phiền não à. và một vị thiên khác thì lại ca ngợi tán thán bằng một cái từ khác cho chúng ta nghe Thế Tôn Sa Môn Gotama thật là một đón khiếu điều phục. Cái chữ khiếu điều phục này là những gì hiện ra trong tâm mà chúng ta khéo nghĩ, chúng ta khéo tư duy. À, chúng ta không khéo tư duy là mình rất dở khổ. À, chẳng hạn như khi chúng ta thọ lấy thân khổ là lúc bây giờ chúng ta hay cám cảnh, hay buồn tuổi, hay nghĩ chuyện này, hay nghĩ chuyện nọ. Như vậy chúng ta không khéo, không khéo tư duy, không khéo điều phục cái cái, cái cám thọ này. Thành ra Chúng ta bị phiền não, bị những cái yếu lần khởi lên ở trong tâm của chúng ta. Như vậy cho nên chúng ta thấy một người tu hành là một người khiếu điều phục tâm ý của chính mình. Và với tư cách là một bậc khiếu điều phục, ngài nhẫn nại, thọ chịu, không có khởi lên đau khổ, không có khởi lên phiền não. Và một vị thiên khác thì sao? Một vị thiên khác thì đưa ra một cái kiến giải khác như là một lời giải thích. Vì ấy nói rằng là... Hãy xem tâm của Như Lai khéo điều uh, khéo được tu tập thiền định và giải thoát. Tức là tại sao ngài có được năng lực đó? Tại sao ngài có được tự tại đó? Là bởi vì ngài khéo được tu tập thiền định và giải thoát. Tức là một trạng thái tập trung tư tưởng và kiểm soát tất cả mọi tâm ý và từ đó dùng trí tuệ thoát ra khỏi sự chi phối của của, của của các cái tâm hành thành ra không có nổi lên không có chìm xuống đây là câu một quan trọng vô cùng quý vị. Chẳng hạn như chúng ta tâm của mình bị kích thích bởi một cái gì đó, bởi tham, bởi sân, bởi si, bởi cái gì đó, thì lúc bây giờ tâm chúng ta đã nổi lên, hoặc là nó nổi lên một mức nào đó rồi tự nhiên thấy nó mệt mỏi, thấy nó trầm xuống, nó chìm xuống, mà nó chỉ muốn đi vào cái chỗ là, là ngủ nghỉ thôi. Cho nên tâm của chúng ta hàng ngày nó có thanh có trầm. Nếu như mà nó thanh cao quá người ta gọi là thanh hoa, cái trạng thái thanh hoa này nó đưa ra những cái ý tưởng rất là hay rất là kỳ diệu nhưng mà thường cái trạng thái ý tưởng này nó không có tồn tại lâu một người mà mà có quá nhiều ý tưởng là tâm ý của họ cũng rất căng thẳng à, cho nên à, có những cái nhà sáng tạo á, họ dùng cái tâm ý họ vào trong ý tưởng rất là rất là mạnh à, và à, ở trong này á, Đức tư Tôn thì sao tâm của ngài á, là không tinh, là không nổi lên cũng không có chìm xuống cái chữ này chúng ta chúng ta dùng một chữ khác của Thiền học được gọi là tâm bình thường bình thường tâm thị đạo à, cái chữ mà bình thường tâm thị đạo này á, là cái tâm bình thường đó chính là đạo hãy đạt được một cái tâm bình thường này nhé không có đơn giản đâu quý vị ở trong một hoàn cảnh nào đó chúng ta thấy tâm mình u nhàn thanh tịch nhưng mà khi ở trong một hoàn cảnh à, gọi là xáo trộn khốc liệt thì tâm chúng ta rất là khó an trú cho nên tâm chúng ta nó sẽ bị biến loạn bị vận động à, theo cái cảnh vui cảnh buồn thành ra đây là một điều mà tâm chúng ta an trú vững chắc lâu ngày khéo điều phục khéo tu tập thì chúng ta mới có năng lực này thế thì khi chúng ta nghe ai đó nói rằng tôi bình thường đây đôi khi nhiều khi là chưa hiểu hết mình đó chứ còn cái chữ bình thường ở trong đạo thì nó khác hoàn toàn như là tâm của thế tôn không có nổi lên không có chìm xuống đây là một cái tập trung là chú trọng của cái bài này chúng ta ráng mà học hỏi và thọ trì sẽ được cái giáo nghĩa này do vậy mà mỗi hành động được tác thành không có ai kích thích tức là gì tức là mỗi hành động trong tâm của ngài tự nhiên nó được tác thành những cái thiện phước chứ còn không có bị bên ngoài kích thích để cho nó hành động không có bị bất cứ ai kích thích cho nó nó nó, nó khởi lên hành động giờ thì cái trong này người tu chúng ta cũng vậy chúng ta phát nguyện mà làm việc không có bị ai suối chẳng ai dục chẳng cái ai mà mà thuyết phục mình hết mà chúng ta gì? Chúng ta tự mình phát nguyện Và chúng ta phát nguyện cho chân chính Tất nhiên khi phát nguyện thì chúng ta nên học hỏi Học hỏi cách phát nguyện Chúng ta nên tìm hiểu phát nguyện như thế nào Để đạt được cái kết quả, kết quả gọi là viên mãn Là rốt ráo Như vậy thì không đỡ cho bất cứ cái gì Xấu xấu căn xấu cảnh Tiếp xúc ở trong tâm Nó tương tác và nó kích thích hành động của chúng ta Tâm của thơ tồn là không tin Không giảm mọi hành động được tác thành Không có ai kích thích Ai có thể nghĩ mình đi ngược lại một lâm tượng như vậy? Một bậc sư tử như vậy, một bậc lương tuấn mã như vậy, một bậc ngư vương như vậy, một bậc nhẫn nại kiên cường như vậy, một bậc nhiếp phục như vậy, trừ khi là một người mù. Ý nói rằng là gì? Tâm của Thế Tôn như vậy, như vậy, thì rõ ràng bất cứ ai chúng sanh ở trong ba cõi khi đối diện với Ngài đều bị thường phục, đều bị cái tâm đó cảm cảm hóa, và đều gì đều có xu hướng là là y giáo phụng hành theo sự chỉ dẫn của Thơ Tồn. À, như vậy thưa vị, chúng ta muốn điều phục người khác không phải chúng ta đứng lên để điều phục họ hay là làm gì để điều phục họ mà chúng ta tự điều phục tâm ý của mình. Khi tâm ý của mình điều phục được thì lúc đó tự nhiên tất cả vạn vật nó sẽ bị hấp dẫn theo. Đây là một định lý mà ở trong Thằng Chú chúng tôi hướng dẫn cho các vị vừa rồi đó là thần chú li bà, li bà đế phải không thất phật diệt tội chân ngôn đây là thần chú của bảy đời chư phật và trong đó chỉ nêu cao một chân lý riêng là gì là tất cả mọi pháp lành à, tất cả mọi điều tốt đẹp tất cả mọi điều cao thượng nó đều có khả năng là hấp dẫn và gì và và, và thuyết phục và lôi kéo những cái điều xấu xa à, tức là là tất cả những cái gì mà xấu xa đơ tiện những cái điều tầm thường ở trong thế gian này á nó bị khuất phục bởi cái gì bởi những điều cao thượng Thành ra tự nhiên nó như vậy đó, cho dù người ta có chống trái gì, trên lý luận cho vui thôi, nhưng mà trong xu hướng chung là người ta vẫn hướng tới một điều thiện. Thành ra những điều này là những điều rất là rõ ràng ở trong thần chú cũng như là ở trong kinh điển, nó có cái sự tương tác mật thiết với nhau, đây là một chân lý. Và thưa quý vị, lúc bây giờ, à, vị chính thần nói rằng á là các vị bà la môn, tinh thông năm vỡ đà, giàu tu tập khổ hạnh cho đến ngàn trăm năm cho đến hàng trăm năm tâm họ không có thể trơn tránh được giải thoát à, nghĩa là gì có các vị bà la môn tinh thông năm vợ, vợ đà năm vợ đà năm vợ đà đó là gì thưa quý vị đó là đọc tụng là ca vịnh là tớ tự là là nhương tai à, chúng ta biết rằng Đọc tụng tức là những cái những cái bài mà người ta có tính mô tả à, cái sự siêu việt của các đấng thánh hiền ở trên núi cao hay là ở trên hư không rồi ca vịnh tức là những cái loại mà những cái cái ca từ mà được dùng ở trong tế lễ còn tế tự á, tức là những cái nghi thức người ta làm cái phép tế tự và cuối cùng là gì là nhương tay là những câu thần chú để mà giải trừ những tai ương nặng ít và sau này tư vợ tư vợ đà này còn phát triển lên một cái loại nữa đó gọi là loại luận lý thuyết học mà chúng ta dùng chữ là Upanishad áo nghĩa thư đây là gì đây là là loại vở đà thứ năm hay nói cách khác khi nói tới năm vỡ đà này là nói tới uh, nói tới gồm theo tất cả uh, triết học của Ấn Độ cổ đại. Vậy thì nếu như có ai đó tin thông năm vỡ đà à, có thể sử dụng cách thùng thảo đi nữa và cho dòng người ấy có khổ hạnh tới mức da bọc xương đi nữa và đời sống tu tập như vậy kéo dài cả hàng trăm năm thì tâm của họ cũng không thể mà có được trường chân giải thoát và tất nhiên thưa vị những điều này còn dài hơn nữa chúng tôi xin dừng ngang đây để nhường thời gian cho các vị đã câu hỏi nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật trân trọng cảm ơn các vị đã lắng nghe nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật lời tuyên chúng con cung kính tri ân thầy đã vì chúng con và những người theo dõi chương trình pháp đáp Phật pháp hôm nay mà thầy đã giảng cho chúng con nghe một một bài kinh rất là sâu sắc và rất là ý nghĩa à, trước hết thầy cho phép chúng con mở điện thoại lên để cho khán giả dạ, gọi vâng. vào để tham gia A Di Đà Phật và kính thưa quý vị điện thoại hai đường dây giờ nay đã được mở lên và Nhật Tường kính mời quý vị có thể gọi vào cùng với Nhật Tường à, sinh hoạt buổi Phật pháp hôm nay và kính thưa quý vị à, Đức Tổ Quy Sơn dạy chúng ta rằng là à, thân cận thiền hữu trí thức như vụ lộ chung hành tuy bất thấp y thời thời hữu nhận. à, chúng ta gần thiền hữu trí thức giống như là chúng ta đi trong xương gì đó tuy áo không ướt nhưng mà từ từ nó thấm nhuận kính thưa quý vị chương trình vấn đáp Phật pháp đây cũng giống cũng giống như là một thiện hội chết đến với chúng ta mà nếu chúng ta hàng ngày theo cứ coi và có thể cùng nhau sinh hoạt thì từ 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 ánh sáng Phật pháp sẽ đi vào trong đời sống của chúng ta và trong lúc Dược tường chào quý vị gọi và đặt câu hỏi thì cho phép Dược tường giao duyên à, đặt một vài câu hỏi nha quý vị hay gì đà phật và kính bạch thầy sau khi mà đức phật xảy ra cái sự cố là chân của ngài đã bị miếng đá vụn làm cho chảy máu thì ngài giữ cái chánh niệm đó và sau đó à, có có bảy lời tán thán của các bậc chư tiên thì bảy lời tán thán đây à, con được tóm tôi ở đây là được dí ngài như là bậc sư tử bậc luôn tướng mã bậc ngô vương à, bậc long tượng nhẫn nại kiên cường khéo điều phục à, thì câu hỏi con đây là tại sao phải mượn những cái danh từ này có đây có phải một ẩn dụ của cái gì ngoài vấn đề là nhiều thầy mới giải hồi nãy hay không dạ xin cảm ơn nhật tường cái điều này thì theo thầy nghĩ nó rất đơn giản ở trong phật giáo đại thừa thì người ta hay phân tích sâu những cái hình ảnh ứng dụ này nhưng mà theo thầy nghĩa trong kinh tướng ương này á thì đây chính là đây chính là cái cách nhìn của các vị thiên thần và họ khiếu mô tả họ cho những cái ví dụ vậy thôi chẳng à, hạn như là à, người ta gọi là gì à, à, người ta đưa ra một cái ví dụ nào đó để mô tả sự tự tại của phật khi đối diện với những cái đau đớn Có người thì mô tả cái sự đau đớn đó của một con tuấn mã lương tuấn mã thì nó không có gì là nó hung hăng ví dụ như con cái con mà tuấn mã mà không có lương á thì nó rất là hung hăng khi nó đau đớn và thậm chí nó có thể nó đá nó hại cho chú nữa ừ. rồi hay là lâm tượng lâm tượng là những cái bậc lâm tượng là 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 đứng đầu ở trong một cái 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 cảnh giới như vậy chẳng hạn như con lâm con tượng con tượng là chỉ cho con voi lâm chỉ cho con rồng mà vua rồng với vua của những cái loài lông này ấy, thì luôn luôn có những cái, cái hành xử rất là trúng mực và nó không có vì những cái đau đớn đó mà nó làm ảnh hưởng à, nói chung là các vị thiên thần theo bản thân thành nghĩ thì họ chỉ mô tả khiếu mô tả và tất nhiên là à, có một điều mà chúng ta nên để ý là thế tôn à, bị một cái cái mảnh sành đâm trúng chân à, do vậy cho nên cái cảm thọ hành của thân tất nhiên nó phải diễn ra sự đau nhất những điều này thì con người chúng ta ai cũng bị và lúc đó thế tôn ứng xử với cái đó như thế nào đó là kinh nghiệm cho chúng ta tại vì khổ vào thân mà thành ra chúng ta cũng nên học hỏi cái điều này và cái hay ở chỗ là việc thế tôn bị phải cái, 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 cái duyên này thì các vị thiên thần họ đến họ thăm và họ gì họ tán thán khen ngợi như vậy thì thưa vị ở đây nhé chúng ta thấy rằng khi chúng ta điều phục được tâm ý thì ba cõi mười phương họ đều gì họ đều khen ngợi cái người này họ đều chiêm ngưỡng cái hạnh lành này hay nói cách khác là thế tôn là biểu tượng của đạo đức và và do vậy mà chúng sanh ba cõi đều chiêm ngưỡng thì hôm nay chúng ta học cái gì chúng ta học hãy biến mình trở thành những biểu tượng đạo đức cho người đời chiêm ngưỡng cái điều này rất là khó khăn thưa quý vị còn nếu như mà mình sống xa đọa buông lung thì không có gì khó khăn hết không tu tập mình vẫn làm được bình thường nhưng mà nếu như mình muốn trở thành một biểu tượng đạo đức thì điều này mình phải tu tập dữ lắm, mình phải khéo điều phục tâm của mình dữ lắm. Và sự điều phục đó từ đâu mà mà có được? Đó là do ngài khéo thiền và ngài gì? Ngài khéo là khéo tu những cái hạnh giải thoát, cho nên tâm của ngài á nó không bị dính mắc trong đó thành ra không chìm không nổi. Đó là những điều mà chúng ta cần nên lưu ý và cảm ơn nhạc tường rất nhiều. Giờ dạ Phật và dạ, chúng con kính cảm ơn thầy và dạ, kính bạch thầy. À, con tin chắc rằng à, bài học này ngày hôm nay mà chúng con có duyên nghe được thì chắc chắn là chẳng những cho giới chư tăng chư ni và cũng là hàng phật tử chúng con vậy thì trong cái thời đại văn minh này thì à, những điều mà hồi nãy thầy dạy chúng con như là trong những cái sự việc xảy ra là phải chánh niệm phải tỉnh thức phải nhận nại và không phiền não thì những cái điều này khi con người chúng ta ngày hôm nay người ta bị người ta bị căng thẳng bởi vì cái sự lo sợ căng thẳng bởi vì à, tài chánh căng thẳng bởi vì gia đình thì những cái sự căng thẳng đó đối diện trước căng thẳng đó thì những điều này đóng vai trò gì trong cái sự đó kính bạch thầy dạ. À, kính thưa anh nhật thường à, những cái điều dài đến đến đóng vai trò gì thưa vị chúng tôi chỉ có một lời khuyên như thế này à, tức là chúng ta muốn tự chủ được tâm ý của mình thì nó phải bằng một cái cái quá trình chuẩn bị à, tự tập trước dần dần khi hoàn cảnh nó diễn ra thì chúng ta không có ngỡ ngàng. Đây là điều quan trọng. Chẳng hạn như bây giờ, bây giờ tự nhiên đột ngột chúng ta đối diện với một cơn đau thì làm sao chúng ta chịu được? Nhưng nếu như chúng ta khi mình chưa đau, chưa bệnh mà mình tập trung một cái, cái cái công phu tu tập chẳng hạn như là chúng ta quán nội thân đi. Đầu tiên là chúng ta dùng cái thời giờ để mà chúng ta chiêm nghiệm những cái tố chất tạo thành hình thành lên thân mạng của chúng ta à, như là ruột gan phèo phối như là tim gan tỳ phớ thận như là xương tóc răng rồi đờm giải máu huyết 36 chất này chúng ta phân tích cho rõ ra thì lúc đó chúng ta thấy nó y như là gì nó như là những cái chất nó có tính dơ bẩn do vậy mà những cái ưu bi khổ não ấy, nó bị lén xuống và chúng ta không có cái sự tham đấm ở trong cái cơ thể này nữa rồi sau đó thì sao nếu chúng ta mà cứ suốt ngày quán bắt tỉnh hoài thì chúng ta cũng 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 không có hứng thú gì, à, tinh thần chúng ta nó sẽ bị chìm xuống trong cuộc sống. Nhưng à, để mà cân bằng lại thì chúng ta hãy quán giới phong biệt ừ. Tức là gì? Tức là trên cái khai thông bốn đại này đất, nước, gió, lửa này chúng ta chia lần chia làm á là sáu cái lĩnh vực thôi. Ừ, chẳng hạn như những chất như là, là tóc, răng, xương, những chất đó là những chất thuộc về đất, rồi hơi ấm thuộc về lửa, rồi máu, huyết, đờm giải thuộc về nước và hơi thở ra vào thuộc về gió, cũng như là những cái khoảng trống ở trong cơ thể chúng ta những khiếu huyệt thì chúng ta gọi là hư không. À, hay là giữa các tế bào nó vẫn có một cái khoảng không của nó. Nó gọi là không và tâm thức chúng ta nương lên cơ thể này để hình thành thì chúng ta gọi là cái thức. Hay nói cách khác là nó chỉ có tập trung à, từ sáu phương diện là địa, thủy, hỏa, phong, không thức mà thôi. Như vậy thì thì 36 chất kia chia làm sáu loại này. Rồi chúng ta lại quán chiếu thêm nữa, chúng ta thấy rằng à như vậy thì giả như nó có gì đi nữa thì chúng ta vẫn biết nó là cái chất danh hủy hoại là vô thường. Dạ à, yeah, xin ưu tiên cho câu hỏi mô phật. Ai à, gì đặt phật kính quý vị đặt câu hỏi à? Dạ, kính thưa thầy à, tại sao đề bà đặt ba luôn có tâm hãm hại phật à, và sau khi bị đọa vào địa ngục mà tôn giả một điên còn thương xót à? dạ xin thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con ạ. dạ cảm ơn thầy dạ cảm ơn cô <laughs> dạ thì kính thưa đại chúng kính thưa quý vị nếu như chúng ta truy tìm một cái duyên khởi nào đó khởi lên thì chúng ta trở thành người điên đảo à, chúng ta không có biết vì đâu vì sao à, ở trong kinh điển thì nói rằng ta vô lượng kiếp vừa trước đều bà đặt đa luôn tìm cách là hãm hại thế tôn mà đó cũng là một trợ duyên cho ngài tu hành nhanh chóng thành Phật đạo còn cái nhân duyên gì sao gì sao thì chúng ta không biết. Nó không thể nào mà mà truy tìm cái nguyên do đầu tiên được. Cho nên ai đi truy tìm cái này gọi là điên đảo. Chẳng hạn như bây giờ tôi đang bị hại, tôi đang bị khổ. Giờ thì cái cái khổ này do ai đem lại cho tôi? Chẳng hạn như là một người vợ khổ đâu. À, do người chồng á, sống ngang ngược. Rồi người vợ này tự an ủi mình bằng cách là tôi nợ ông ấy. Cho nên thôi kiếp này tôi chấp nhận để trả. À, suy nghĩ như thế là một suy nghĩ điên đảo tiêu cực bởi vì sao bởi vì đặt câu hỏi vậy thì cái kiếp này ai nợ ai kiếp trước tôi nợ anh và kiếp trước nữa thì ai nợ ai và đầu tiên là ai là nợ ai chúng ta không bao giờ truy tìm ra được cái chân tướng này thành ra là chúng ta không nên 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 nên, nên đặt câu hỏi rằng là tại sao á tại sao là đời bà đặt đa lại khởi tâm ác hại với phật đó là một cái điều mà chúng ta cần lưu ý ha còn cái vớ thứ hai của câu hỏi rằng á là à, nói sau khi, điện à, sau khi bị đọa địa ngục thì tại sao ngày một kiền liêng á ngày một kiền liêng lại đi thăm lại đi thăm thì thưa vị đây là gì đây là cái lòng bi mẫn tự nhiên của một vị thánh A-la-hán thôi và và ở trong đó có một cái duyên là có một vị hiếu kỳ hỏi rằng Bạch Đức Thế Tôn giải thích đời Bà Đạt Đa khi đọa vô trong địa ngục thì bao giờ là đời Bà Đạt Đa mới ra và khi ra rồi cuối cùng đời Bà Đạt Đa sẽ như thế nào thì Thế Tôn nói rằng á là khi bà đặt đa đặt chân xuống mặt đất thì lúc bây giờ mặt đất có nứt ra và ông trôi thẳng vào ở trong địa ngục thì lúc bây giờ trong cái sợ hãi đó ông lại nói một câu là mô phật cho nên á ở trong kiếp lâu xa sau khi mà trả hết cái quả báo ác độc ở trong địa ngục khổ đau chịu vô số trong đó rồi và mỗi lần chịu đau khổ họ thọ hình thì mỗi lần là cái nghiệp nó giảm xuống một chút và tới khi nghiệp của ông hết rồi, ông ra đời thì lúc bây giờ ông sẽ phát tâm tu tập và cuối cùng ông sẽ thành phật đạo ở một cái quốc độ mà danh hiệu của ông được gọi là nam mô như lai. Đó là gì? Đó là là do ông nói là mô phật đó à, nam mô đó nam mô không phải là mô phật nam mô nam mô và do vậy mà ông được cái cái tôn hiệu là nam mô như lai như vậy thì à, ngài một Kiện liêng thấy mừng quá và muốn an ủi cho đời bà Đạt đa thành ra ngài một kiện liên mới đi vào trong địa ngục để thông tin cho một cái cái duyên như vậy để giúp cho đời bạc đa thôi thì bây giờ lỡ tạo nghiệp rồi cứ chịu quả báo đi và và sẽ biết rằng trong tương lai mình như vậy như vậy và kết quả thì sao đời bạc đa nghe được mình được thọ ký ở trong tương lai như vậy cho nên cái tiếng tâm của ông đó, nó được phát khởi và do vậy mà ông ở trong địa ngục ông không có thấy khổ nhiều đó là do cái tâm của ông nó suy nghĩ và cái cái gì và cái thọ quá thì tất nhiên nó phải có như vậy thì đó chính là những điều mà chúng ta cần ghi nhớ và dạ, cảm ơn các vị đã đặt câu hỏi Dạ, chúng con kính mời thầy và dạ. cảm ơn cô gọi vào đặt câu hỏi kính mời thầy cô rất là theo dõi chương trình Phật pháp tuần nào cô cũng gọi không hân giờ điều đó dạ, vâng. con rất là mừng ở dạ, Phật trở lại với nội dung của đề tài thì ở cái chỗ này là một vị chư thiên đã tán thán Đức Phật và nói nói rằng là hãy xem tâm của ngài khéo được tu tập thiền định giải thoát không có nổi lên không có chìm xuống mọi hành động được tác hành không có ai kích thích và đây tức là đức đứng, đứng trước bao nghịch duyên nghịch cảnh mà đức phật chẳng a di đà phật và cái mục gì đặt câu hỏi à a di đà phật a di đà phật dạ chắc có lẽ là uh, quý vị có thể gọi vào nha trở lại nha dạ Phật thì để con tiếp theo câu hỏi của con đó hồi nãy đó thưa thầy làm cho con gợi nhớ tới tại sao mà Đức Phật dạy hay là quý thầy thường thường giảng Phật pháp là chúng ta phải thường xuyên niệm Phật cho nhiều đối trước cái lúc mà nhất là cái lúc mà cái cận thử nghiệp đó, thì tâm chúng ta dễ bị dao động đây cũng là một bài học nan ná như vậy không phải thầy dạ. Ừ, yeah. à, xin cảm ơn Nhật Thường, câu này cũng là một câu hỏi hay à, Nhưng ở trong cái tư duy của thầy á, thì thầy là người khác Tại vì sao? Bởi vì nếu như chúng ta niệm Phật thì tâm chúng ta an trú ở trong hồng danh. Do vậy mà chúng ta quên đi những cái khác. Nhưng nếu như cái sức an trú chúng ta không đủ vững để chúng ta nhận ra vấn đề thì lúc bây giờ loạn tâm nó sẽ khởi lên ngay lập tức. Còn nếu như chúng ta tập nhận thức cái vấn đề một cách rõ ràng và chân tướng của nó thì đôi khi chúng ta không có cần tập trung nhiều nhưng chúng ta lại biết vỡ vừa tố chất của nó vừa chân thức của nó cho nên chúng ta không có gì phải lo lắng thành ra do vậy mà chúng tôi vẫn khuyên các vị là chúng ta nên tập thấu hiểu vấn đề chẳng hạn như bây giờ một người mà bị lửa cháy và mình á mình cứ nghĩ rằng là lửa nó nóng cho nên mình ráng mình kiên nhẫn mình chịu đựng để cho cái lửa đó nó không xâm nhập trong tâm với một người mà họ biết rằng cái lửa nóng đó họ cần đi ra khối thì chúng ta thấy cái giải quyết nào rốt ráo hơn Thành ra ở đây cũng như thế Ở trong tâm của chúng ta nếu như chúng ta bằng trí tuệ nhận thức được đó, Là dạng pháp như huyễn Thì chúng ta thường tu tập và quán chiếu Và khéo điều phục tâm ý của mình Bằng những cái phương thức thiền định Thì lúc bây giờ khi gặp nghịch cảnh như vậy Chúng ta an trú dễ dàng Chẳng hạn như uh, uh, Có uh, có những cái vấn đề Chẳng hạn như là cận tướng nghiệp trung ấm tái sanh đi ha Thì lúc đó Uh, mô tả cái này cái kia à do cái này do cái kia cho nên uh, trung ấm sẽ như vậy như vậy như vậy chỉ cần uh, là trung ấm ngồi im niệm phật là xong thì uh, chúng ta đặt câu hỏi chúng ta nói như thế rất là dễ dàng phải không nhưng mà bây giờ nếu như chúng ta ra ngoài đường và chúng ta gặp một cái người ác hại nào đó họ cầm dao cầm rửa cầm súng ống họ rượt mình và họ có cái, cái 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 hướng là họ sẽ sát hại mình và mình nhận ra rằng là họ đang tìm cách sát hại mình liệu mình có ngồi im niệm phật được hay không À, hay là mình cũng vẫn cứ, cứ bỏ chạy trước cái đã à, trong khi mình biết rằng á, là giảng pháp như hiển, cuộc đời là như cõi mộng thì mình chạy đi đâu đấy nhưng mà mình vẫn phải chạy phải không thưa vị thành ra nói là dễ lắm <laughs> nhưng mà để thành tựu á không phải đơn giản đâu không phải đơn giản thành ra thưa vị ở tại bộ đường Pháp chúng ta á, là chú trọng về việc thân cận thiện sự để lấy nghề chánh pháp một khi chúng ta thấu hiểu rồi á thì chúng ta sẽ có một cái thái độ không ngoan khi đối diện với tất cả mọi tình huống À, còn cái khả năng đối diện như thế nào nó thông thạo nó thuần thục như thế nào đó là do mình tập hàng ngày nữa do đó cho nên thưa vị à, chúng ta chỉ có niệm phật không thì chưa đủ đâu và điển hình cho cái 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 phương thức này nó kiếm hiệu quả ở chỗ nào chẳng hạn như chúng tôi thấy rõ có nhiều phật tử đi chùa mấy chục năm niệm phật tinh tăng lắm nhưng mà đối với phật pháp á, họ hỏi những câu rất là ngu ngơ rồi đối với những cái việc rất là bình thường Chỉ cần một người học Phật khác một chút Là họ ứng xử không có gì gọi là khó khăn Nhưng mà đối với vị này á Thì họ hành động có điên đảo trong đó Tạo nghiệp xấu trong đó mà họ chẳng biết Tại vì đâu có ai chí vẽ hỏi Cách phân biệt nhận thức Và thiện ác chánh tạ Họ chỉ có an trú trong niệm Phật Thành ra khi họ an trú niệm Phật rất dối Nhưng mà mọi việc họ cứ nói đèn đứa Cho Phật chỉ đà dẫn họ đi Hoặc là nhờ Phật mặc sát của như Phật mình cứ niệm Phật vậy đó mặc sát rồi Phật có trách nhiệm là phải dẫn mình đi mình hiểu như thế là rất là cực đoan đó thưa quý vị thành do đó cho nên chúng ta phải hiểu là phải làm sao tăng trưởng cả là thiền định trong hồng danh Phật và tuệ quan chiếu có như vậy chúng ta mới cân bằng trong cách hiếu này và dạ, cảm ơn nhạc tường rất nhiều dạ, Phật. Dạ, chúng con kính mời thầy thầy mới vừa mới nhắc câu là đời là giả quyển là vô thường thì làm cho con nghĩ ra được điều à, bây giờ con cố gắng đem cái chương trình này gần gũi đến những người mà không hiểu Phật pháp cho mấy. thì chắc chắn trong đời sống phiền nhiều hơn vui căng thẳng nhiều hơn là bình thường thì với một một như là thầy là một người truyền giáo thì thầy có những cái lời nói gì để góp ý dạ, dạ vâng kính thưa đại chúng kính thưa anh nhật thường à, đó là một cái câu hối mà hồi sớm à, thầy đang hướng dẫn thì có một phật tử gọi vào Giờ đây thầy xin nói tiếp kết quả của câu hỏi vừa rồi đó như sau Đó là Thế Tôn nói nếu như ai mà quán thân, tuần quán thân nơi nội thân thì người ấy có thể trừ ưu bi khổ não ở đời. Vậy thì rõ ràng là chúng ta lo lắng cái này, buồn phiền cái kia, đó là những loại ưu bi khổ não. Thành ra nếu như chúng ta thực tập cái phép đó là, là tuần quán nội thân, ba mươi sáu chất Chia làm xấu lĩnh vực Rồi ở trong đó nhận thức được bản chất của nó Là vô thường, là biến hoại Là mục rã, là pháp không đáng tin cậy Không đáng nên nương tựa Và khi chúng ta cứ tập mà quán như vậy Thì lúc bây giờ trong tâm chúng ta Nó sẽ tập nhận thức sâu và thực tế Những gì mình đang diễn ra Tức là thân mình đang sử dụng đây Mình nhận thức và ý thức Và bản chất của nó một cách sâu sắc Cho đó cho nên những ưu bi khổ não á, Mình sẽ trừ bỏ được Thế thì À, khi gặp bất cứ một hoàn cảnh nhân duyên nào do cái hiện tượng nhân quả thiện ác mà nó hiện khởi ra chúng ta cũng không có bị ưu bi khổ não lôi kéo mà đỡ tạo thêm những nghiệp xấu nữa đây là những điều mà chúng ta cần phải à, cảnh tỉnh khi nghe thì chúng ta biết và biết rồi chúng ta khéo cảnh tỉnh đây chính là điều quan trọng đó và cảm ơn nhạc tường rất yeah, nhiều dạ, và dĩ nhiên nếu ai có nhu cầu học hỏi phật pháp thì học thể về bất cứ một ngôi chùa nào tìm một vị minh sư nào để học hỏi phật pháp Nhà vâng, kính thưa đại chúng Đây cũng là một điều mà chúng ta cũng cần phải cân nhắc Tại sao? Bởi vì uh, Tiêu tên thì cũng đa dạng Mỗi người có một hạnh nguyện Có người trợ giúp cho Phật tử Thì cách này, có người trợ giúp cho cách kia Dạ, xin mời các vị đặt dạ. câu hỏi Dạ, Phật. dạ đạo Phật và kính mời quý vị đặt câu hỏi ạ à. cảm ơn cô đã câu hỏi đã dạ mô phật cảm ơn cô điều kiện nào để chúng ta nhận biết rõ ràng một người đó đã vãng sanh Tây phương tịnh độ thì thưa quý vị á tùy theo cái trình độ nhận thức nhưng không có ai dám khẳng định điều này vì sao bởi vì chúng ta có thể có những hiện tượng phóng đoán chẳng hạn như chúng ta thấy hơi ấm ở trên thân của người cận tử nghiệp có sáu nơi trên đầu à, rồi mắt rồi trái tim rồi bụng rồi đầu gối và bàn chân có thể kiểm nghiệm sáu cái 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 nơi này thấy hơi ấm từ ở đâu theo một thi kệ mà tối xưa chúng ta chỉ dạy bằng kinh nghiệm đánh xanh cõi thánh mắt sinh trời bụng nóng ngã quỷ, tim nóng người bàn sinh thần thức xa đầu gối nóng ở bàn chân địa ngục thôi như vậy thì kiểm nghiệm xem hơi ấm tập trung lên trên đỉnh đầu thì chúng ta có thể tiên đoán thần thức của người này xảy ra ở nơi hơi ấm cuối cùng đó và do vậy mà đi về cõi thánh và cõi thánh đã cõi như thế nào thì chúng ta chưa biết có thể là ngũ tịnh cư hoặc là có thể là một cõi thánh nào đó mà chúng ta chưa biết nhưng mà để thấy rằng là vị ấy được phật a di đà tiếp dẫn hay không thì chính tâm của người đó mới biết rõ chứ không phải chúng ta Tuy nhiên có một hai kinh nghiệm mà ngày xưa chúng tôi tiếp dẫn thì có thấy rõ, tức là một vị cô giáo ở trước chùa trong kinh nghiệm của cá nhân chúng tôi thì cho rằng cô là người chắc chắn sẽ phản sanh. À, vì sao? Bởi vì à, cô mắc bệnh ung thư và do vậy mà cô niệm Phật rất là tinh tấn. À, thứ nhất là niệm Phật để trấn áp cơn đau, thứ hai là niệm Phật để tâm mình nó bớt đi cái hoang cái, cái 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 lo lắng và thứ ba là cô cũng có tín tâm ở trong cảnh cực, cực, lạc tây phương do vậy mà tính hạnh và nguyện của cô nó được khuân tú đầy đủ cho nên cuối cùng á, là cô ra đi ở trong hồng danh niệm phật mà chúng tôi là người tiếp dẫn lúc bây giờ điện cúp nhưng mà tức là không có điện nhưng mà chúng tôi nhìn thấy á, là ánh sáng kỳ diệu được mô tả như trong kinh chẳng hạn như ánh sáng cực lạc tây phương có một cái ánh sắc lạ chứ không phải là ánh sắc của ngọn đèn và cái ngọn đèn chúng ta chẳng hạn như đưa tay lên thế này thì sau đây có thể là nó bị khuất bóng tối bởi vì cái cái tay là cái vật ngăn cản nhưng mà ánh sáng ở cực lạc tây phương thì không có cái gì ngăn cản cho nên nó không có cái bóng mà chúng tôi cũng thấy được rõ rồi hương thơm lạ rồi tới khi tới khi cô chuẩn bị là xả cái hơi thì chúng tôi thấy rõ ràng tự nhiên cô chấp tay lên và mặt của cô mỉm cười một cách rạng rỡ rồi là cái hơi thở nó buông nó buông ra ví dụ những những điều như vậy thì những hiện tượng thoại tướng lành như vậy á, chúng ta có thể chúng ta phỏng đoán phỏng đoán còn cái nhận thức chính xác thì phải nói rằng á, là những bậc tự giác tu chứng như thế nào đó mới có một cái kết quả thẩm định còn đối với chúng ta thì chúng ta không thể nói càng điều này thành ra do vậy mà chúng tôi sợ nhất là những phật tử à, cứ niệm phật rồi cái cái thân nó mềm mại là nói người đã vãng sanh như vậy thì chúng ta kết luận rằng á là một người chết niệm phật cho cái thân nó mềm mềm tức là vãng sanh <laughs> như vậy thì thì nó không đúng đâu không đúng đâu mềm mà chỉ là gì là một cái chết an lành thôi tức là họ chết mà họ sợ hãi quá cho nên gân cơ của họ nó rút còn nếu như họ chết trong trạng thái thanh thản thì lúc bây giờ nét mặt của họ nó tươi và thân thể của họ nó không có rút lại thành ra, thấy chân cơ bắp ấy, nó không co co giật rút thành ra nó mềm mại, chỉ vậy thôi. Cũng có người là ban đầu là, là 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 thấy rất là dễ sợ nhưng mà nhờ niệm phật thời gian thì lúc bây giờ ấy, là là cái thân của họ nó trở nên là tư tến hơn như là một người ngủ vậy đó. Thì thưa quý vị ấy, cũng không nên là dựa vào những kết quả những hiện tượng như vậy mà cho rằng người đó vãng sanh tây phương. À, chúng ta phải cẩn thận điều này. Nói chung là yếu tố vãng sanh Tây Phương đó, nó phải hội đủ tính hạnh nguyện và chúng ta phải biết rõ là hành nghiệp của họ như thế nào. Lúc đó chúng ta mới có kết luận. và yeah, cảm ơn cô đã đặt câu hỏi. còn kính cảm ơn thầy. Dạ, kính bà thầy, trong trường hợp đó thì mình có nên nghĩ cái câu là à, dục chi tiền thế nhân kim sinh thoại giả thị mà dục chi lai like thế quả kim phân tác giả thị không thầy? Tức là... Dạ, yeah, vâng, tất nhiên đó là về, về nguyên lý. Về nguyên lý thì chúng ta có thể suy diễn như vậy. Nhưng mà cái nguyên lý đó nói tới cái nhân thì nó là cả một cái tổng hợp của nhân và chúng ta đâu có biết cái tổng hợp đó là cái gì cái tổng hợp nó là cái nhân mạnh gần hiện tại gọi là cận tứ hoặc là hoặc là cực trọng hoặc là gì hoặc là tích lũy à. như vậy thì chúng ta không có biết rõ chúng ta không biết rõ thì làm sao mà chúng ta đưa ra một cái kết quả quyết đoán được thành ra do vậy mà chúng ta phải cẩn thận điều này đối với đức Thơ tôn thì ngài nói rằng là ai mà truy tìm ở quá khứ ta là gì ai mà vọng khởi tương lai cho rằng ta là gì và ở hiện tại ta như thế nào? Người đó không có ý thức được rằng tất cả đều là một khối khổ thủ ứng, thuần khổ, như vậy tâm của người ấy rơi vào trạng thái điên đảo. và đi vào trong cái cái quốc độ gọi là mê hoạch. mê hoạch. Hay là mê hoạch trong tiền tế, trong trung tế và trong hậu tế. Cho nên chúng ta không nên tập trung ở trong những cái cái vấn đề như vậy mà chúng ta hãy tập trung trong hiện tại đây. Tâm của chúng ta như thế nào? có được an trú hay không Nó có phiền muộn hay không nếu có phiền muộn thì đi ra như thế nào cho nhanh chóng khéo vượt qua những phiền não và tất nhiên nhận thức bằng trí tuệ chứ không phải là là suy mê tới mức mà mà nhận cái sai thành đúng hoặc là à, à, Lấy một à, gọi là chín bỏ là 10 để cho nó trôi qua chúng ta nhận thức rất là chính xác đây là những điều mà chúng ta cần phải lưu ý trong lòng Dạ Cảm ơn các vị rất nhiều để uh... À, con xin phép thầy để cho con tranh thủ hỏi thầy à, hai câu hỏi nội dung của phần này đây phần không con đắc tội với Phật, Phật <laughs> thì cái phần này con nhờ thầy giảng cho con hồi nãy thì thầy đã giảng về cái phần là tinh thông năm về đà dầu tu tập khổ hạnh cho đến hàng trăm năm tâm họ không có thể chân chánh được giải thoát. thì bây giờ cái phần kế tiếp con kính thỉnh thầy tự tánh quá hà liệt không đến bờ bên kia bị khát ái chi phối bị giới cấm chối buộc dầu tu tập khổ hạnh cho đến hàng trăm năm tâm họ không có thể chân chánh được giải thoát hội cũng kính thầy Dạ, xin cảm ơn Nhật Tường. Bây giờ đây xin mời các vị chúng ta lắng nghe một vài cái giáo nghĩa nữa ở trong nửa phần còn lại trong bài kinh này. Thì vị thiên thần tháng cuối cùng lên đức thế tôn đó, thì vị này nối tiếp như sau là tự tánh quá hạ liệt không đến bờ bên kia, bị khắc á chi phối bởi giấy cấm trói buộc, giàu tu tập khổ hạnh cho đến hàng trăm năm tâm họ không có thể chân tránh được giải thoát. Thành ra đây rõ ràng là gì? Tự tánh quá hạ liệt sẽ không bao giờ đến bờ bên kia. Muốn có một cái tự tánh à, siêu việt sáng ngời, đây chính là chúng ta học cách phát bồ đề tâm. Nếu như chúng ta không học cái pháp bồ đề tâm mà chúng ta hành động ở trong Phật pháp chỉ có mong cầu những cái quả gì đó gì đó trong một thế giới hữu vi thì làm sao mà chúng ta đạt được chân chánh giải thoát? Nếu như có chân chúng ta chỉ tích lũy được một số cái gì? một số cái Phước thiện và chúng ta hướng được những cái phước báo lớn ở trong ở trong nhân gian này mà thôi hôm nay tại Bộ đề Phật Quốc có một nội dung về chương trình bác Quang trai chúng tôi có giảng đề tài để nhắc mỹ nhân trong Phật giáo và đề tài này rất là sinh động bằng một câu chuyện của ai của một vị tỳ kheo ni tên là bạc đà và vị tỳ kheo này trong bảy đời trong sáu đời cúng dường phật nhưng mà không biết chân chánh phát tâm chỉ cầu làm thân nữ cho nên bao nhiêu kiếp được làm thân nữ đẹp mà cuối cùng vẫn phải chịu cánh khổ trong trầm luân thành ra cái đẹp về hình hài cái đẹp về trí tuệ cái đẹp về tấm lòng của những chúng sanh phàm tình ở trong quốc độ này được gọi là hoa hậu làm mỹ nhân không phải là cái đẹp siêu việt mà thế tôn muốn đề cập ở trong phật giáo đó là là cái tự tánh thanh tịnh giác ngộ và giải thoát như vậy thì muốn có được như vậy cái phát khởi cái tâm trí dũng mãnh mà tối xưa chúng ta thường nói rằng bị ký trưởng phu ngã diệt dĩ tức là ai ký trưởng phu ta đây cũng vậy thế tôn đã thành đạo ta cũng sẽ thành đạo à, như vậy thì đây là những điều mà chúng ta cần phải phát tâm còn nếu như mà chúng ta không phát tâm bên mà ngược lại chúng ta bị cái tâm khác ái chi phối trối mình ở trong những cái giới cấm phi lý rồi mình tu khổ hạnh bao nhiêu thứ đi nữa thì cuối cùng chúng ta cũng không bao giờ đạt được chân chánh giải thoát và bên cạnh đó thưa quý vị vị thiên thần lại nói tiếp như sau là tự tánh quá hạ liệt sẽ không bao giờ đến bờ bên kia giác ngộ được ở đời thì không nhiếp phục kiêu mạng cùng các dục tâm không được an tịnh không tu tập thiền định tức là nếu như mà tự tánh của chúng ta hạ liệt thì chúng ta có một kết quả chắc chắn là không bao giờ đến bờ bên kia giác ngộ được và bên cạnh đó, sự tu tập và tồn tại ở trong đó tâm chúng ta chứa đựng đầy sự kiêu mạn và các sự ham muốn. Cũng như là gì? Là tâm không bao giờ được an tịnh, cũng không có thể là tu tập thiền định mà thành tựu được. Còn ở trong rừng cô độc nhưng tâm tự phóng dật vì ấy khó vượt khỏi sự chinh phục của tử thần. Tức là nói gì? Chúng ta tự khép mình vào ở trong một cảnh u tịch trong rừng núi mà không va chạm tới ai. Chúng ta ăn là lá cây uống nước suối và thực thực tập thiền định nhưng mà trong tâm chúng ta không an trú được ngược lại chúng ta cứ rong duỗi theo theo sự phóng dật thì trong đó chúng ta vẫn bị tứ thần nó chinh phục chứ làm sao đạt được nếp bản và thì cả cuối cùng là gì là nếu như mà nhiếp phục được kiêu mạng khéo tu tập thiền định tu tâm tư khiếu an tịnh giải thoát sẽ được viên mãn như vậy thì chúng ta chú trọng ba yếu tố, đó là kiêu mạng, đó là khiếu gì là thiền định, là là tâm tư khiếu an tịnh thì chúng ta sẽ được gì? Được viên mãn. nha thì trừ bỏ cái tâm kiêu mạng, thực tập thiền định và khiếu an trú tâm mình ở trong tịnh, ở trong cái điều tịch tịnh của của lòng mình và do vậy mà chúng ta được được giải thoát viên mãn. Cho nên ở trong rừng cô độc, tâm tư mà không phóng dật thì vì ấy mới khéo vượt khối sự chinh phục của tử thần. À, đây là là hai cái khía cạnh rất là rõ ràng đó các vị. Dạ, cảm ơn các vị rất nhiều. mô Phật Dạ, kính bạch dạ, thầy qua hai cái giao nghĩa này của một vị chữ thiên trình bày thì thầy đã giảng rất là cẩn kẽ. Cái câu hỏi con có ở đây thôi là à, mỗi bước đường tu tập mình mình phải cần có một vị minh minh sư chỉ dạy cho mình để như vậy thì mình không có tu lầm mà mình không có càng thu lại càng bị phiền não. Ừ, dạ, xin cảm ơn anh Nhật Tường rất nhiều. Kính thưa quý vị. á Um, chúng tôi không có khuyến khích rằng chúng ta cần một vị minh sư mà chúng ta nên là thân cận thiện sĩ. Thiện sĩ của chúng ta không thể là một người mà tất cả những ai giúp cho mình tác thành hoặc là chứng tịnh bốn điều. Thứ nhất là gì? Là nhân cách toàn diện của Phật. Thứ hai là gì? Là pháp giác ngộ mà mình chưa thấu hiểu, đưa cái vị đó giúp cho mình thấu hiểu. Và thứ ba là mình thấu hiểu được sự thành tựu siêu việt của các vị thánh hiện tại. và thứ tư là mình thấu hiểu được tất cả những cái hệ thống giới chẳng hạn như năm giới 10 giới rồi bồ tát tại gia xuất gia thập thiện hoặc là tỳ kheo tỳ kheo ni thức somana à, chúng ta càng thấu hiểu những điều như vậy đó gọi là thấu hiểu những giới mà đấng hiền thánh yêu thích tâm chúng ta càng ngày càng thác thành điều này sự tác thành càng ngày càng sâu càng vững càng 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 càng, càng đầy đủ như vậy thì À, chúng ta hãy thân cận trong môi trường đó trong những con người như vậy chứ còn nếu như chúng ta thân cận một ông thầy chẳng hạn như các vị nói thầy Huyền Châu là một ông Minh sư nhưng mà à, à, lúc nào đó à, thầy không còn Minh sư nữa hay là điên đảo lên thì sao thì không lý nào mình thất bại à thành ra do vậy cho nên chúng ta không có y vào nhân mà chúng ta nên y vào pháp y vào y vào pháp là chúng ta sẽ sẽ sẽ, sẽ an toàn cho nên chúng tôi khuyên Phật tử là chúng ta quý y tinh chứ không có quy một ông thầy thì ông thầy á là có khi đúng khi sai vì phạm phú mà hoặc là ở trong một bước nào đó thì ông rất là hoàn thiện nhưng mà đòi hỏi những cái công việc cao hơn thì lúc bây giờ ông lại không đủ sức thực hiện như vậy thì sao thành ra chúng ta quy y tăng chỉ có bản thể tăng già thanh tịnh đó chính là đối tượng mà chúng ta quy y thành ra phải hiểu điều này cho nên thân cận thiện sĩ là không phải thân cận một ông thầy hoặc là bất cứ một con người nào hết mà chúng ta thân cận tất cả những ai cho dù là tại gia xuất gia bất cứ ai mà giúp cho mình tác chứng được bốn điều mà chúng tôi nêu vừa rồi thì đó chính là thiện sĩ và chúng ta hãy như lý tác ý trong đó để chúng ta thành tựu. Đây là một đời sống quan trọng vô cùng đó thưa quý vị. Đặt mình ở trong con đường đi như vậy là chúng ta dần dần sẽ tới với biến cả bao la của Phật pháp. Và dạ, cảm ơn các được. vị rất nhiều. Và dạ, cũng như là thủ tục hàng tuần kính thỉnh thầy một ít lời thông điệp trong các phẩm hôm nay. Dạ, dạ kính thưa quý vị thông điệp của bài pháp thoại hôm nay thì chúng ta đã quá rõ rồi lời phân tích chúng ta cũng đã được chỉ dẫn rất là rõ ràng ở đây ở chỗ là chúng ta hãy khiếu an trú ở trong trong thiền định khiếu tu tập và vượt qua tâm kiêu mạn đó là những điều mà mà quan trọng và hãy chú trọng vào sự thanh tựu những kênh giới đó đừng để cho bất cứ mọi cái sự cám thọ bên ngoài đặc biệt là nhu cầu đòi hỏi của thân thế dẫn dắt chúng ta đi vào ở trong con đường làm thang đó chính là điều quan trọng đó thưa quý vị Và nhân đây kính thưa đại chúng à, Chúng tôi muốn gợi ý rằng là có nhiều Phật tử lớn tuổi ưu tư cho con cái của mình Ở trong con đường tìm hiểu Phật Pháp và tiếp xúc với gia tài thất bảo của Như Lai Hay nói cách khác là mong cho con mình thấu hiểu được được Phật Pháp Và mong được Tân Ni quý thầy dẫn dắt bằng tiếng Anh để hướng dẫn cho con của mình rồi cũng có một số Phật tử là đề xuất với chúng tôi rằng là nên làm chương trình này và chúng tôi cũng sẵn sàng làm nhưng có một điều trước mắt đó là các vị có dám có dám thuyết phục con của mình có đủ sức thuyết phục cô con của mình là đến chùa để tham dự chương trình hay không chúng tôi tất nhiên sẽ có thừa có đầy đủ chương trình đầy đủ cũng như là sẵn sàng có những vị tăng ni phát nguyện hướng dẫn tận tình nhưng mà liệu là con cái của các vị có có nghe lời các vị để đến đến chùa hay không đây là điều quan trọng thành ra À, chúng tôi nói điều này như là một sự thông báo nếu như các vị ghi danh đội trưởng khoảng 12 người trở lên thì chúng tôi sẵn sàng mở một cái chương trình học Phật bằng tiếng Anh à, cho cho tất cả những cái học viên trẻ tuổi này và à, giúp cho cho các em các cháu có một cái chương trình hết sức lạ, là sinh động ở trong một cái nền giáo dục khoa học hiện đại chứ không phải là giáo dục truyền thống như các Phật tử lớn tuổi nữa ừ. à, nhưng mà thưa vị đó là những trang trở những ưu tư mà chúng tôi chưa làm được À, những giáo nghĩa rất là hay ho thế này sẽ giúp cho các em các cháu à, trong cuộc đời à, ở tương lai biết đâu gặp những nghịch cảnh những trong gai à, mà mà có có kiến giải có có những cái kiến thức để mà tự an trú mình thì hoàn toàn những điều này rất là bổ ích rất là quan trọng cho ừ, nên thưa vị chúng ta hãy xem đây như là một thông báo mà nếu như các vị có thể được thì hãy liên lạc trực tiếp với chúng tôi cảm ơn các vị đã theo dõi chương trình này nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính cảm ơn thầy và để chúng con xin phép thầy cho chúng con kết thúc chương trình. Dạ vâng. A Di Đà Phật. Và uh, rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình vấn đáp Phật pháp trong một tiếng đồng hồ vừa qua. Uh, hy vọng rằng trong một tiếng đồng hồ vừa qua chúng ta uh, thu thập được những lời giải quý báu uh, từ trong kinh của Đức Phật giảng. A Di Đà Phật. Và đây như thường uh, kính chúc quý vị luôn luôn là thân khỏe tâm an và kính hẹn đến quý vị vào thứ năm tuần sau lúc 8 giờ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính cảm ơn thầy. Kính cảm ơn quý vị. A Di Đà Phật.